Dạ vâng, Việt Nam Audio xin kính chào tất cả các bác. Rất là lâu rồi mới có một cái clip lên sóng. Thì hôm trước em có một cái live stream, thì có một bác mới bảo em là có dịp thì review cái kho hàng và cũng như là giới thiệu thêm một số cái mặt hàng mới và sản phẩm mới cho nó đa dạng và phong phú hơn đối với cửa hàng âm thanh của em. Thì ngày hôm nay thì khá là lâu rồi thì mới làm được một cái clip như thế này. Thì bên em về một khá là nhiều loa các bác ạ. Đây là cực kỳ nhiều loa các bác nhé. Thì em xin phép được giữ bí mật cái lô loa này và sẽ dần dần mà đưa tới cho các bác, lên sóng cho các bác những cái mặt hàng, những cái sản phẩm mới của bên em. Thì năm nay là một năm khá là khó khăn đối với tất cả mọi người nói chung, cũng như là những cái anh em trong cái giới thiết bị âm thanh. Thì đầu năm các bác thấy thì là mưa đá, rồi giữa năm thì tháng 3, tháng 5 thì lại là Covid. Thế nên, và bây giờ thì như các bác thấy là miền Trung thì đang có lũ lụt, các đồng bào mình đang khá là vất vả. Thì từ giờ cuối năm mà mong là mưa thuận gió hòa, rồi để cho mọi người cùng nhau làm ăn phát triển hơn. Thì ở đây em xin phép review một đoạn thôi các bác nhé, một đoạn kho hàng thôi. Thì hôm nay về khá là nhiều sản phẩm này. Đây là những cái lô loa mà em đã kỳ công đặt mua từ khá là lâu rồi, nhưng mà chưa có điều kiện để lên sóng vì là em là một cái cửa hàng mới, cho nên là những cái công việc nó còn khá là nhiều và dang dở. Thì trước đây em có hay lên, đối với các bác là lên sóng các bác chủ yếu là vang số và các cái dòng đẩy như Party House, hoặc là vang số như G-Pad, vang số G-Pad, vang M-Book, rồi vang vang TD. Như hôm trước là có vang TD 5200. Thì đấy là những cái sản phẩm mà được nhiều các bác yêu thích, cho nên là về khi mà về á, thì các cái dòng sản phẩm nó về khá là, thì nó hết khá là nhanh. Như hôm trước em có cái con TD 5200 thì vừa mới đăng lên thì các bác đã đặt mua, nó đi gần hết, đi hết luôn. Thì một vài ngày sau khá nhiều bác hỏi là còn vang TD không, thì thực sự rất là muốn bán thêm cho các bác, nhưng mà về hàng số lượng nó không có nhiều. Và khi mà về thì vừa đăng clip lên thì các bác đã lấy hết rồi. Thì đây là những loa bác nhá, đây loa em chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Đây khoa, đây là Party House các bác này, đây là Party House rồi. Đây đây khá nhiều. Đây là DMX này, cực kỳ nhiều luôn. Thì trong một cái thời gian sắp tới thì em sẽ lên sóng đầy đủ hơn cho các bác từng sản phẩm và từng mức giá khác nhau. Như đây đều là những cái dòng loa khá là nổi tiếng và cái chất âm thanh cũng như là cái giá cả của nó thì cực kỳ phải chăng, là Việt Nam Audio của em luôn luôn là một nơi mà những sản phẩm mà nó rẻ và phải chăng nhất đối với toàn thể tất cả các bác. Thì với cái phương châm là nơi nào rẻ thì Việt Nam Audio rẻ hơn, thì chắc chắn khi mà lên sóng những cái lô loa này thì các bác sẽ cực kỳ hài lòng đối với cái sản phẩm của bên em. Thì đây chỉ một cái clip mà review ngắn về cái kho hàng của em thôi các bác nhé. Đây cho em cho các bác xem này. Đấy, em như lời hứa bảo là sang tháng 11 sẽ là bung lụa tất cả các sản phẩm. Thì ngày hôm nay em sẽ cho review một vài cái đoạn cái sản phẩm đối với tất cả các bác mà thôi. Thì rất là mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bác, và bác nào muốn có một cái đôi loa hoặc một cả dàn thiết bị âm thanh gia đình chuẩn bị vui Tết đón xuân, sắp Tết rồi các bác, một năm là sắp trôi qua rồi, thì các bác nhanh tay đăng ký kênh và theo dõi thường xuyên những cái clip của Việt Nam Audio. Em sẽ tiếp tục cập nhật thường xuyên lên cho các bác. Nếu các bác mà thấy hay thì bác cho em xin một like, một đăng ký kênh nhé. Đây chỉ là một số thôi các bác ạ, một số thôi, đang còn rất là nhiều các bác nhé. Đây cho các bác xem này, đang còn rất là nhiều nhé. Đây chỉ một số cái sản phẩm thôi. Ngày hôm sau mình sẽ lên sóng những cái lô loa này bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở cái clip tiếp theo của Việt Nam Audio. Em xin trân trọng cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác.